cho câu lạc bộ bóng đá đợi. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 6 của trận đấu. Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn cho đội bóng của thủ đô nếu so với cuộc so tài ở giai đoạn lượt đi. Bàn thắng thứ 13 của Pape Oma. Sự sôi động đã xuất hiện trên khu vực các cổ động viên câu lạc bộ bóng đá đội. Hoàn toàn có lý khi thổi phạt đền trong tình huống này. Một pha dứt điểm đánh lừa hướng của Đinh Xuân Việt vô cùng dễ dàng. 1-0 cho đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Từ cố định vẫn sẽ là quả đá phạt của Sĩ Minh. Bóng đi rất hay, vào Diogo. Một lần nữa lặp lại được thành tích của anh ở mùa giải năm nay trước câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng đầu tiên ở trận đấu lượt đi cũng là pha dứt điểm của Diogo. Và vừa rồi là một tình huống phối hợp phạt góc miễn chê. Tỷ số được xếp bằng 1-1 dành cho đội bóng của viên Nguyễn Văn Dũng. Diogo chọn vị trí chuẩn xác, nhưng quả đá phạt góc được thực hiện bởi Lê Sĩ Minh là quá tốt. Bóng đi căng và có độ xoáy, giúp cho Diogo chỉ cần lựa chọn cho mình một vị trí dứt điểm, không cần phải có đà quá nhiều, cũng có thể khiến cho thủ môn Văn Cầu phải đứng nhìn. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một lần nữa đội bóng thủ đô mắc lỗi ở hệ thống phòng ngự khi phải có những tình huống chống đá phạt của đối phương. Hãy nhìn cái cách mà Diogo ăn mừng bàn thắng này, khá bình thản. Thời gian của trận đấu còn nhiều ở phía trước, và chơi trên sân hàng đẫy chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Các cổ động viên của Nam Định lần đầu tiên có cơ hội ăn mừng ở trong trận đấu này với bàn thắng san bằng tỷ số của Diogo. Một hình ảnh hết sức cảm động và giàu ý nghĩa trên khán đài của sân hàng đẫy khi một cổ động viên của Nam Định, một người con, một cổ động viên trung thành, cô gái có tên là Khánh Ly. Vào lúc này thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn đang xếp ở vị trí dẫn đầu trong bối cảnh lịch thi đấu là dày đặc ở phía trước. Thì đội bóng này muốn giành được thêm nhiều điểm số. Văn Quyết rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, rất tinh tế, và đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội. Bóng đi qua một dương hậu vệ của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định, và Văn Quyết đã có một pha xử lý chứng tỏ được đẳng cấp của anh. Bàn thắng thứ 3 trên sân vận động Hàng Đẫy, và đội bóng chủ nhà một lần nữa vượt lên. Không lâu sau khi có được bàn thắng san bằng tỷ số và lấy lại được tinh thần, thì hàng phòng ngự của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định ở tình huống này đã mắc sai lầm. Bóng vượt qua Tony Abazi và pha phá bóng hụt của đội trưởng Lê Văn Phú là mấu chốt của vấn đề trước khi mà Văn Quyết xử lý nhanh, gọn gàng và tinh tế. Thực sự là tinh tế với tình huống dứt điểm vừa rồi, mang về bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà. Một đội bóng lớn và luôn bắt biết cách trừng phạt đối phương từ những sai lầm nhỏ nhất. Mới chỉ có hơn một nửa thời gian thi đấu của một trôi qua và đã có 3 bàn thắng được ghi. Nó làm người ta nhớ lại cuộc rượt đuổi về mặt tỷ số giữa hai câu lạc bộ này ở lượt về mùa giải.